chiều mọi người, đây là con mực nang này. Bóc cái gột ra như thế này, nó cái gột đây, đây, nó có cái gột đây, mọi người gọi có mực nang, có loại to hơn 2-3 kg, loại đang đang nhỏ đây, mấy con này cửa này cần 5 láng ấy, đó, đây có 2 con, đây, mặt này, đây, có cái gột đây này, đây, đó, đây, mệt nó vỡ mệt ra cơm nha. Con khứa nó có 2 râu, miệng đánh này. Đó. Nhiều chưa, nhìn mệt hết rồi. Mực này thì làm món gì ngon hả? Gì? Sao làm chả mực chứ? À đúng rồi. Chiên. Đúng rồi, món này. À đúng rồi, mực nang họ làm món ngon nhất, nó hay ăn là món chả mực làm từ mực nang đây, đúng rồi. Quý đi. Xào, chiên. Hoặc thích ăn luộc cũng được, cho nhanh. Nhưng mà làm chả mực, xay làm chả mực là ngon 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 nhất. Đấy, vì mình có cái gộp này. Đấy, gộp mực cứng ăn được, bỏ đi. Đây có mực nang. Gộp lấy Trung Quốc không phụ mua đó. À, Trung Quốc mua về làm gì biết. Con mực nang biển. Đây là con nang. Có mực nang này. Bộ mực tè này đây. Đây chưa này. Biệt đó, mực nang với mực các loại mực khác bình thường là vì nó mực nó có cái gộp đó, nó dạy vậy thôi. Gộp đẹp chưa? Đây.